hồi đấy cũng đã tính cho lại được 60 thôi. Vâng, không không 100 thì bình thường, như vậy là đúng 22 mới bật lên. Vâng, và với cái tổng mức đầu tư mà mình đã nhìn thấy trong báo cáo thường niên thì mình khẳng định luôn là trong tương lai là cái tổng nguồn thu này hàng năm nó sẽ còn phình nữa đấy, chứ nó không phải là 300 tỷ như thế này, mà không phải là 100 tỷ nữa rồi, nó sẽ còn phình to nữa. Và chúng ta đi gọi là loát số liệu và cảm nhận nó. 6 tỷ trừ 14 liên kết có tẹo kia thì không ăn thua rồi, 107 168 đúng không? Như vậy là năm 20 hình như có vẻ chí vận hành khá cao. Đúng rồi, cuối cùng còn 200 tròn. Còn 11. Và mặc dù biên lãi ở trên này thì cao hơn hẳn so với năm 22 đúng không? Cũng chỉ còn có 11 thôi. Bởi vì mình thấy hai cái này đều cao hơn bình thường. Và chúng ta đến với lãi khác. Lãi khác 5 triệu mình bỏ nhé. Đây vẫn ra 200. Lãi sau thuế là 169 và cái này là 167 và còn 9% thôi. Như vậy đấy là con số như vậy đúng không? Còn 9%, như vậy con số này gần như là đã rất lâu rồi. Chỉ có cái khác trong năm 20 là cái biên lãi gộp thì cao một chút đúng không, nhưng bù lại thì chi phí vận hành ở bên quản lý doanh nghiệp và bên chi phí bán hàng nó lại nhảy lên gần như là bù ngang chứ cũng chả được cái gì cả. À quên, đây là 3 tỷ chứ, đây vẫn trừ 14 đúng không, chứ là trừ 126 đúng không? Một con số khá lớn, cùng là 134. Vâng, 10% cũng tốt thôi đúng không? Từ đây khoảng 13, đây đây gần đến 14 đúng không, 13 mấy rồi đây, 2 năm ở đây thì khoảng tầm 12 thôi, có vẻ nó bắt đầu đỡ hơn chút. Và 134, 108 đúng không? Và cuối cùng là 106, là những cái số liệu mà mình còn 8% đúng không? Vậy là đấy là cái số liệu chúng ta có thể thấy rất rõ. Vâng, doanh thu cho thuê lại cho cụm công nghiệp và chắc là cái giai đoạn 1. Vâng, nhưng mà ngày nay thì à, tức là đến thời điểm hiện tại thì là họ lại quan niệm cái này là nằm trong bất động sản. Và nếu mà thế thì mình cũng phải cộng vào chứ cũng không thể nào mà lại tách ra như thế được. Bây giờ nếu có thì cho họ cũng là cộng cạch vào, nhưng thực ra phải tách ra như ngày xưa mới đúng. Như vậy là doanh thu họ cũng không không hề kém. Doanh thu này có dấu hiệu là bất động sản, à cụm công nghiệp. Và cuối cùng thì mới là dịch vụ. Và theo như cái thông số này thì nó vẫn thế đúng không? Thì thông vẫn chủ đạo. Hồi đấy bất động sản thì vào khoảng tầm 10 đến 15%. Và đến đúng năm vừa rồi thì nó lên đến 20, rất cao. Và một cách tương tự thì chúng ta cũng có một cái giá vốn tỷ lệ như vậy đúng không? Tuy nhiên điểm mà chúng ta rất quan tâm ở đây là lãi gộp đúng không? Là lãi gộp của từng món. Và theo như cái thông số mình đang nhìn thấy đây thì lãi gộp tuyệt đối thì bê tông vẫn là ok nhất, 64%. Và tỷ lệ cái năm 2020 là gần như là cao nhất trong mấy năm gần đây, sau này chỉ còn có 52% thôi, vì tất nhiên là bất động sản ngày càng tăng lên. Và theo như con số lãi gộp tuyệt đối thì thực ra là đến tận 22 vẫn còn thấp hơn cả các cái năm như năm 20. Và chúng ta sẽ nhìn thấy
nốt cái biên biên lệ gộp đúng không? Vâng, biên lệ gộp của bên bất động sản rất cao, là 46%. Mảng bê tông là 23 và xây dựng là chỉ có 7 thôi. Và chúng ta đến với mảng xa hơn. Vẫn thế đúng không? Vậy có thấy ở đây gần như kinh doanh bất động sản sẽ chi phối cái biên lợi của toàn nhóm công ty. Cho đến độ năm 20 thì lãi sau thuế của riêng cái bất động sản là 89 tỷ. Và nó cao hơn bê tông. Và thực ra theo thời gian thì hai cái này càng ngày càng lệch nhau, lệch nhau. Và càng ngày càng lệch. Vâng, đúng rồi. Thì năm 2005. Vâng, chúng ta nhìn thấy năm 22, bắt đầu từ năm 21-22 là tổng đầu tư bắt đầu tăng. Và mình tiên đoán rằng là dự đoán đúng không? Là do nó còn tăng nữa đấy. Chứ không phải chỉ có như thế. Đúng không? Và đấy chúng ta phân tích là chúng ta thêm được được vấn đề đúng không? Bởi vì trong quá trình tổng đầu tư tăng thì cái doanh thu của hoạt động bất động sản và trong thuyết minh là cũng sẽ nhìn thấy báo nó tăng dần lên đúng không? Đúng năm ngoái là rực rỡ nhất. Mặc dù chỉ chiếm 20% doanh thu đúng không? Nhưng mà lãi gộp chiếm 38% và nếu mà tính lên so thiếu cuối cùng thì chắc là phải đến 2 phần 3 luôn, gần như là chủ đạo của bên Tico. Và đây là cái thông số và chúng ta sẽ quay sang quý 1 xem công ty xem như nào nha. Và đây rồi, Tico quý 1 đúng không? Chúng ta xem thử xem và quý 1 của năm 23 doanh thu là 355 tỷ. Chắc là mình nhập thêm tí sau dấu phẩy đi cho nó số má nó sát hơn, vì doanh thu cũng rất là mỏng. Và đến đây thì 80 chấm 085 và chúng ta xem thử quý 1 như nào. 22 đúng không? Như vậy là giảm 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 chút xíu đúng không? So với toàn năm nay, so toàn năm 22 và so với cùng kỳ năm ngoái thì mình cảm nhận là hình như là cao hơn một chút. Chúng ta đến với doanh thu tài chính đúng không? 2 tỷ 386 này. Chi phí tài chính tức là lãi vay thì là 3 tỷ 369 này. Và lãi của công ty liên kết là có 31 triệu thôi. Nói chung là nó cũng rất là bé. Chi phí bán hàng đúng không? Ở đây là 33 và 596 tiếp đúng không? 8 tỷ và cuối cùng thì chúng ta đến với 37 307 và 10,5. Như vậy cái kết cấu này cho thấy gần như là giống như toàn năm 22. Ở trên này là 22 và cuối cùng đến đây thì còn khoảng 10 mấy. Và rất giống. Và gần như là mô thức là tương tự. Và chúng ta đến với lãi khác nhá. Lãi khác của công ty trong quý 1 thì có 24 triệu, rất bé bé. Tiếp theo lãi trước thuế thì cũng vẫn là 37. Và cuối cùng thì chúng ta đến với lợi nhuận sau thuế là 36,35 và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đúng không? 30,186 vâng 8,6% 8,6% vâng 8,6% như vậy gần như là không có gì đáng kể cả. Và háo hức một chút đúng không? Thì chúng ta sẽ sang cái báo cáo quý 2. Và năm nay quý 2 đây. Và trong cái bóng này năm ngoái là mình nghĩ là rất là cao nhỉ.
Và chia thử xem. Bóng 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 của quý 2 năm ngoái chắc là rất cao. 27. Wow, rất đặc biệt. Thảo nào năm nay so với năm ngoái thì thấy tụt hẳn, và đương nhiên là mấy hôm mấy bạn bạn sợ quá bạn lại bán. Wow. Chứ mình nghĩ cũng không có gì cả. Và mình nghĩ đấy chưa phải là cái mấu chốt. Không, quay 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 nhìn lại lần nữa. Không, doanh thu thì năm nay vẫn 1.616, lợi nhuận sau thuế là trăm rưỡi ra biết rồi, và tổng đầu tư thì rất lớn, đúng không? Là 507. Những cái năm cũ sở dĩ cái doanh thu bất động sản không lớn bởi vì cái tổng đầu tư của các ông à, vốn đầu tư hàng năm của ông không không hề lớn. Đến năm ngoái bắt đầu lớn, đúng không? Năm ngoái lớn trên cái là năm nay năm sau nó sai toán tốt, và đến năm nay vốn đầu tư vẫn khoảng 500. Đúng không? Nên là nếu mà có số đầu tiền thì chắc là mình nghĩ là kéo theo năm 1 2 năm sau là kết quả còn tốt nữa. À, vấn đề theo thời gian thôi, lợi nhuận trăm rưỡi là bình thường. Và theo doanh thu thuần kia thì họ muốn 1.600, 1.668, mà hiện nay 6 tháng đầu năm thì mới chỉ được có 760 thôi. Vậy là còn khoảng gần 900 nữa. Vậy cuối năm là phải tốt hơn bây giờ, chứ nó không phải phải tốt hơn bây giờ. Và lấy riêng quý 2 giá vốn là 301. À, và 114 mình phỏng đoán là quý này cũng không khác quý 1 là bao nhiêu, đúng không? Về về kết cấu 23, đúng không? Như vậy là khá khá khẩm hơn một chút. Đấy. Khá khẩm hơn một chút. Tiếp doanh thu tài chính 256, đúng không? Vậy là cũng bình thường. Chi phí tài chính chúng ta có 3 tỷ 2. Tiếp lãi công ty TT là 0,1, chi phí bán hàng là 40 tỷ, và năm trước là chỉ có 34 thôi. Cái này đang tăng khá nhanh. 14 tỷ là chi phí của doanh nghiệp mà trong và hình như là nó hơi cao rồi. Tiếp chúng ta có 39 tỷ. Vâng, đúng rồi. Đúng đúng là vì cái này rồi. Chi bán hàng đang tăng rất là cao. Chi phí doanh nghiệp cũng cao bình thường. Cả hai cái này đều chi phí đều tăng cao. Còn bên gộp mình cho là như thế không phải là bất thường. Là bình thường. Nhưng mà cái kia đang tăng rất là cao. Vâng. Lãi khác. Âm mất 400 triệu, không sao. Lợi nhuận trước thuế là 38 tỷ. Sau thuế đây. Cuối cùng là sau thuế công ty mẹ. Và cái chỗ cuối đây còn có 7. Là kết quả thôi. Như vậy điểm đáng lưu ý nhất ở trong 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 quý 2, đúng không, là chi phí vận hành tăng, nhất là chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng, thay vì 2,3 đúng không, cả năm trước là 2,8 thì đây là 3,6, đây là 8,6, 9,4, mà đây thậm chí lên 10 rồi. Và còn phần trên đầu là thì ok, doanh thu cũng là quý 2 là được, đúng không, bởi vì yêu cầu cả năm 1.668 thôi, 400 gần bằng phần tư, đúng không? Đấy. À, đấy là cái thông số mà chúng ta đã nhìn thấy, đúng không? Và đây chắc là chỉ còn một thứ đáng kể nhất là liên quan đến cái thuyết minh doanh thu, đúng không? Không biết là ở đây có cho phép ghi nhận không? 78 vật tư hàng hóa. Như vậy là ông ấy gộp cả bê tông cả vật liệu xây dựng
Ngoài là dịch vụ à? Nôm na là ông gộp hết vào. Gộp hết vào thì nó ra được cái đấy. Và ở đây thì mình thử xem như nào. Và theo quý 1 thì tỷ trọng doanh thu trong bất động sản cao hơn một chút so với năm 22, đúng không? Thay vì 20,9 thì bây giờ là 22,2. Và chúng ta đến với tiếp theo là giá vốn bỏ qua nha, lãi gộp. Vâng, lãi gộp thì có thấy bất động sản đúng không? 31 tỷ, bê tông là 44. Vâng, hai cái này gần như chi phối hết tất cả các thứ và cho vào đây. Tất nhiên cái 44 này ở đây là gồm mấy thứ nhá, bởi vì có báo cáo quý họ lại không tách ra đến như báo cáo kiểm toán. Nên là chúng ta chỉ nhìn được như vậy thôi. Vâng, tất nhiên là cuối cùng thì chúng ta sẽ có biên lãi gộp nhá. Vâng, rất cao 40%. Riêng cái một cái biên lãi gộp của bất động sản là 40%. Đây thì mình định xuống xem là có thuyết minh cái này không thì rất tiếc là không có. Vâng, báo cáo quý thì chắc chỉ đến mức độ như vậy thôi. Vâng, và chúng ta nốt cái quý quý 2 này xem nhau nha. Vâng, trong quý 2 doanh thu của bất động sản à, đây là 6 tháng rồi. Vâng, thuyết minh ở đây là thuyết minh 6 tháng. Vâng, chúng ta không có tách quý 2, không sao đúng không? 6 tháng cũng được. Vâng, như vậy chứng tỏ quý vừa rồi cái kia rất thấp đúng không? Cái quý 2 cái món này rất thấp. Chỗ này còn lên đến gần 300. Chỗ này còn phải được 8, 7 mấy tỷ. Mà chỗ này sang đây thì chưa được nổi 30 tỷ, 28 tỷ thôi. Và cuối cùng thì ta cũng nhìn thấy cái lợi nhuận của gộp của bê tông. Vâng, là 105 tỷ. Đấy là 6 tháng. Nhưng mà chỉ riêng quý 2 thôi, chỗ này cũng phải khoảng đến 61 tỷ. Thế còn bất động sản chỉ là phụ thôi. Và như vậy lý giải một phần của cái biên lãi gộp thấp. Biên lãi gộp là cái chi phí ngành ở ở đuôi này thấp. Và biên lãi gộp thì không không kém. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thấy là ở trong các cái đợt quá khứ ấy, thì cứ khi nào mà cái tỷ trọng của bất động sản cao lên đúng không? Ví dụ như quý năm 22 là 38, năm 21 là 35 đúng không? Rồi quý 1 rồi 39. Đấy, nhưng mà sau tháng 5 thì còn có 30 thôi. Thì vì cái biên lãi gộp của bên bất động sản thông thường nó rất là khá đúng không? Và đặc biệt là nếu mà tính như lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần ấy, thì của bất động sản rất cao đúng không? Ví dụ đây có 300 thôi mà lợi nhuận sau thuế đã là 105 rồi, rất cao thì là khá ok. Cho nên là doanh thu bất động sản chỉ cần ít thôi đúng không? Đây đây đây, nhìn thế này là biết rồi. Vậy chúng ta cũng có thể lý giải được cái quý 2 rồi. Đúng không? Do cái doanh thu bất động sản hạch toán cho quý 2 thấp, đúng không? Nên kết quả là lãi cái quý 2 nói chung là kém đi so với cùng kỳ. Tất nhiên là mình dự đoán đúng không? Là trong vòng một vài quý tới. Và tất nhiên là phải có cái điểm gọi là đến thời điểm gọi là bàn giao nhà hạch toán đúng không? Thì cái này sẽ lại tăng lên. Và cho nên là không đáng ngại lắm vì bất động sản là như vậy. Và cuối cùng thì chúng ta cũng có biên biên lãi gộp đúng không? Mà rất cao. Mà quý quý 2 mặc dù bán được ít nhưng mà biên lãi cực kỳ cao. Đây là quý quý 1 mà đây là 6 tháng mà đã 50 rồi. Rất cao. Như vậy vấn đề chỉ là doanh thu trong 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 nhánh bị thấp đi thôi, đúng không? Đơn giản là như vậy. Vâng, và mình thử tách riêng quý 2 ra. Vâng, dịch vụ âm nhá. Bất động sản chỉ có 6% thôi mà một số siêu bé.
Và trước toàn hai chục, hai chục đây cũng 6%, gần 7%. Như vậy không kém mới là lạ. Đấy. Và cuối cùng thì chúng ta có một cái lãi gộp lần lượt như này. Và mặc dù cái kia có 27 tỷ, ra 46 tỷ, ra 21, thì trọng rất thấp đúng không? Nhưng trong lãi gộp thì cao hơn khoảng 22%. Rồi quý 1 là đến gần 40. Năm trước 38, 35. Và biên lãi cái mảng này thì rất ok. Chỉ mỗi phải cái là riêng quý 2 doanh thu thì thấp, khoảng 78 thôi. Và bất động sản rất cao. Và đấy là một vài cái thông tin về về doanh nghiệp như vậy đúng không? Và ở đây thì mình sẽ đi qua xem có cái gì thất thường không. Thuế thì biết rồi. Và hình như không còn gì đặc biệt. Đây là cái gì? Cam kết thuê. À, cái bên Trung An Tiền Giang đúng không? Ngày xưa thuê của công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tiền Giang, cái này rất có thể là cái công ty con của tỉnh. Họ thuê 44 năm từ năm 2003, như vậy là đến 2047. Vậy cũng một nửa thời gian thôi. Hợp đồng thuê bãi số bao nhiêu đây? 9.700 m. Vâng, vẫn công ty đấy. Ôi, Mỹ Tho đúng không? Cũng 40 năm từ năm, như vậy cũng còn một nửa thời gian. Còn 2-3 năm nữa. Vâng, rồi Tico thuê 21 hiện tại 90 Đinh Bộ Linh. Ồ, thành phố Mỹ Tho. Từ năm 2008 đến năm 2047, như vậy cũng còn rất lâu nữa. À, có cả một loại diện tích đất trả năm một lần trả một cục. Ok. Thuê 1.800 cũng tại 90 Đinh Bộ Linh. Thời gian thuê từ năm 17 đến năm 2017, như vậy là 30 năm. Tiền thuê đất hàng năm là 4 triệu 2 thôi. Ôi, như vậy. Vâng, khó hiểu. 1.800 m ở thành phố Mỹ Tho. Thuê 30 năm. Và đơn giá hàng năm là 4 triệu 2. Vậy rất khó hiểu mà. Không hiểu sao lại có cái giá này. Rồi Tico. Mà giữa với Ủy ban tỉnh đúng không? Thuê 118, cái miếng này rất là to này. Tại ấp 4 xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước của tỉnh Tiền Giang. Vâng, Tân Phước, bê tông Tân Phước. Rồi, đúng có bê tông rồi. Từ 2015 đến 50 năm, 249 triệu năm, không sao, cái thứ cái này nó là kinh doanh. Và nó ở huyện đúng không? Ấp cái đấy. Đây cái chỗ này là mình thấy là kỳ quặc nhất này. Và như vậy là cũng không còn gì đặc biệt đúng không? Cái quả thuê đất nó hơi kỳ quái. Vì sao lại giá lại rẻ như vậy? Rồi chúng ta sẽ tạm dừng ở đây đúng không? Chúng ta cũng hiểu lý do quý 2 là tại sao nó kém rồi đúng không? Liên quan đến việc bán được ít. Bài toán ít quá đúng không? Chứ không phải bán ít. Còn chúng ta cũng cũng đã nhìn thấy người mua lần trước ở đây trên tay vẫn còn khoảng hơn 200 tỷ đúng không? Cho nên là cơ sở hạch toán vẫn còn là vẫn còn khá đúng không? Để trong vòng một vài quý tới sẽ có hạch toán đúng không? Rồi. Khả năng hôm nay mình sẽ tạm dừng ở đây đúng không? Và hôm tới khả năng chúng ta sẽ điểm nốt vài thông tin trước khi kết thúc và đánh giá mã này. Ok.